Chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu các bạn là cách xây một cái cặp hè các bạn nha. Cặp hè này. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Sớm mai. Uống nước chè nữa, uống đi. Mình thích chứ. Xin chào các bạn, đây là mình nhá. Mình nhá, mình vào đây mặc quần lành. Mình lúc nào mình đã mặc quần lành 3 lớp. Mà mình ở gần đây á, mình đây với nhà ông Trung mặc quần lành vô. Nó thẻ lắm rồi, quay quay lắm. Chờ đây. Nhưng mà nó đâu có hình quang đâu, nó chỉ lấy cái cảnh thôi. Chỉ lấy cảnh thôi, cảnh xây thôi. Lấy hình chúng nó có mà lên trên. Nó mặc cái nắng thỏa ra mà nó không cách đi. Nó đâu có, nó đâu có ảnh đâu. Nó mất ảnh lâu rồi. Tiền thì anh cứ mua ngàn cho tính tới cạnh cho câu gần chê. Chúa là mặn cá cuồn, bốn cái cắn một cái đuôi cái thủ là đủ rồi. Là đủ của chúa chứ có chi không à. Mà mình quên đéo nữa, một chỗ tuổi hay chỗ chúa đã thiếu một chỗ đang chỗ kia kìa. Có bắt lấy một chỗ cuồn chúa cứ miễn là có đầy đủ thân nha. Anh nói chuyện với ông Vân là anh thấy bắt vẽ được ông đó. Ông Vân nó lưu nó lẹo mà. Con này nhỏ. Nói chuyện với Vân là Vân nói rằng hết lời với Vân. Nói đáng ngại không hết lời không? Cho nên là chờ chứng nhận vợ cho chồng đi đánh cá. Rồi mình còn được kiếm được miếng. Kiếm cá mình nó lấp. Nhận vợ đó. Chứng nhận vợ đi làm thôi. Tại vì dù sao mình cũng việc. Tính như này có biển còn hơn không có biển à hả chị đó. Mình là mình nhà chung đấy, nhận là chỉ nhận phụ nữ thôi, không nhận là đâu. Tôi quên này, tôi quên cứ mang vợ đi mình nha, mất vợ trừ nhá. À, con vợ nói rồi cứ giới thiệu cho chung, con vợ nói gì nếu có sao ở với chung là ở nhà lại khó như con đi. À, giới thiệu thầy cho người khác mà quay chờ vợ mình đi mặn quay cho mất đất luôn. Mất đất luôn với chồng đấy. Văn này. Đã. Ông chim qua ông lên ông kia ông thích nha. ông hào lưới. Ông hào đúng rồi, ông hào. Hào lưới thế thì đấy. Ông muốn hư với được cái nè. Đúng hàng đó nè. Đúng hàng của ông hào á. Với đó kia chủ tịch ông quốc hội Lào á. Ông phát biểu là này là có biển còn hơn không có biển, cho nên là mình đặt hà già đi cũng nhận 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 đi thôi, quân đi nước chết mà một mình nhìn. Cái này ông quân thì bác ấy, tổ một câu đó có thể bắt ba câu.
phải đi một cái ống thua một đứa chứ. Về với chỗ ống 90. Một nước là ống 90 mà một con ống rồi mà được. Nằm bể mày ám nó còn hơn nữa. Xin chào các bạn, chương trình video này chúng tôi đến đây là kết thúc và hẹn gặp lại các bạn đến chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt. Tôi đi lắp vô cái là mua cái cua lắp vô cái là lắp cua được cho mai mốt nó phải dùng nước cũng lên mồi cái lại nó không khoan. Nó là bác có lại phải đào nào đây nè.